Flamingo Đại Lải được bình chọn là resort gia đình sang trọng hàng đầu thế giới. Flamingo có chương trình All-in Passport tất cả vì khách hàng, tặng thêm hàng trăm dịch vụ cao cấp cho khách hàng nghỉ dưỡng mà không mất thêm chi phí. Đặc biệt, Festival Flamingo đón hè sôi động với ưu đãi hàng tuần, Chủ nhật và thứ hai tặng thêm vui chơi giải trí không giới hạn. Thứ ba tặng thêm lễ hội ẩm thực độc đáo. Thứ tư tặng ngay 50% giá phòng. Thứ năm tặng thêm spa và tổ hợp nghỉ dưỡng 4 mùa không giới hạn. Flamingo, top 10 resort đẹp nhất thế giới.